Hello, xin chào thầy anh em, chào tất cả mọi người. Chào mừng em đến với clip mới nhất của em Tùng ngày hôm nay. Đầu tiên em Tùng chúc em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Em cũng rất thành cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng hộ nhé. Thì hôm nay Thọ có gửi về cho em được 9 bé bổ tuyển VIP của Trùng Khánh Cao Bằng anh em nhé. Toàn bộ là bộ to khủng. Sau đấy em sẽ cầm trên tay và quay chi tiết từng em một cho anh em để anh em có thể là thẩm được cái bóng bộ to dài đến mức độ nào anh em nhé. Và em cũng sẽ báo giá công khai trên clip. Anh em thấy ưng em chim nào thì cứ nhấn máy alo trực tiếp số điện thoại của em. Em vẫn có ship đi mọi miền tổ quốc cho anh em và bao con chim đến tay anh em khỏe mạnh và chuẩn chim anh em nhé. Anh em đó xem clip của em gọi là có thể xem giải trí xem vui vẻ. Anh em nào cần những chiến binh thì là ủng hộ em. Anh em nào yêu quý em thì bớt chút thời gian ủng hộ cho em xin một nút like với đăng ký kênh em nhé. Và sau đây em sẽ đi vào chi tiết từng bé một để giới thiệu cho toàn thể anh em mình cùng lựa chọn chiến binh anh em nhé. Em đầu tiên anh em này. Em nhìn thấy ok không? Một bé màu đinh tê gáy ngựa. Bộ khủng anh em nhé. Đinh tê gáy ngựa, bộ khủng long luôn. Anh em nhìn em cầm con chim này đã đời không anh em? To khủng. Chim của Trùng Khánh Cao Bằng anh em nhé. Em số 1 này. Anh em nhìn thấy khiếp không? Đinh tê gáy ngựa gốc màu siêu dày. Em nhìn có màu này. Màu như ngón tay luôn. Chân tay anh em nhìn này. Siêu già rừng anh em nhé. Em tuyển toàn bộ những con chim đẳng cấp, chim đẹp để cho anh em gồ chơi. Anh em có thể nhìn thấy đây. Bộ này khiếp không anh em? Bé đầu tiên anh em nhé. Một bé màu đinh tê. Xong tí nữa em sẽ cho ra lồng em quay sơ qua cái bóng bộ và em báo giá công khai trên clip cho anh em. Những hàng này mới xứng đáng để cho anh em gột dàn của cà phê anh em ạ. Bộ khủng khiếp anh em nhé. Thế đẹp luôn anh em ạ. Ghê chưa anh em? Hàng đẳng cấp anh em nhé. Tiếp theo là đến em số 2 anh em này. Anh em nhìn khiếp không? Con chim nó phải như con chòe chứ không phải là con trào màu đấy anh em ạ. Bộ khủng luôn. Chân tay, ồ. Con này anh em nhìn vào chân này. Khiếp chưa anh em? Đầu mặt này. Bộ to khủng khiếp luôn anh em ạ. Mỹ mãn luôn. Em số 2 nhé anh em nhé. To chà bá luôn, khủng luôn, tách đỏ này, to như chim Indo luôn anh em ạ. Anh em nhìn có tách đỏ này. To khủng luôn. Hiếm đậm. Nói chung là chim vùng này thì khẳng định với anh em luôn là đẳng cấp. Miền Bắc đó là số 1 rồi. Chim không đâu bộ khủng như chim ở Cao Bằng anh em nhé. Quá VIP luôn anh em ạ. Em số 2. Đẹp chưa? Mỹ mãn luôn anh em ạ. Nó là quá đẹp chứ không phải đẹp bình thường. Em số 3 anh em này. Em số 3 một em anh em nhìn có phao câu kinh khủng luôn, thợ đánh dấu anh em ạ. Em này là thợ đánh dấu một bé bổi đầu đàn anh em nhé. Đánh dấu này. Con này lại có đặc biệt là hai mí lửa anh em nhé. Mí lửa hai bên. Đây cho anh em xem này. Mí lửa hai bên anh em nhé. Đây bên này có này. Mí lửa. Nhưng mí lửa nó chỉ có 2-3 sợi thôi. Mí lửa hai bên anh em nhé. VIP lắm anh em. Ui móng này, có chân này. Sợ thật. Khiếp luôn anh em ạ. To chưa anh em? VIP luôn anh em nhé. Đây chim em còn chưa cho tắm táp gì này. Vẫn nguyên si chưa cho tắm táp gì. Bỏ trong hộp ra. Tí em sẽ quay chi tiết bóng bộ cho anh em luôn này. Đây một con bé đầu đàn mí lửa anh em nhé. Mí lửa hai bên. Đẹp chưa anh em? Bé số 3. Bé số 4 là mình VIP này anh em này. Em nhìn bé số 4 VIP không em? Màu này. Ôi trời, có màu này. Màu này ố lân không anh em? Khủng chưa? Đẹp mỹ mãn luôn. Bộ khủng khiếp. Anh em nhìn. Con chim này em to cả một găng tay không hết này. Nó hai mấy phân. Chim vùng này nó phải nói là đẳng cấp. Đẳng cấp luôn anh em nhé. Bé số 4. Thế tí đi em sẽ cho ra lồng em quay chi tiết cho anh em sẽ nhìn rõ cái bóng bộ hơn ở ngoài đó. Mặt dữ, khiếp luôn anh em ạ. Bé số 4. Bé số 5 anh em này. Khiếp không anh em? Này, anh em nhìn có đầu mặt này. Siêu dữ luôn. Gốc màu siêu dày. VIP lắm anh em ạ. To khủng luôn. Toàn bộ chim, anh em nhìn chim Cao Bằng này nó phải là đẳng cấp.
mặt dữ, già đét luôn, bộ khủng anh em nhé. Nhìn bộ này anh em hết nước chấm luôn, không còn gì để chê rồi. Chim bộ như này thì chắc chắn là không có gì để chê rồi. Cái con bồ em tuyển cho anh em biết, đến kênh của em Tùng rồi anh em đều biết là những con chim em tuyển cho anh em chất lượng như nào. Từ bóng bộ siêu VIP luôn anh em ạ. Bé số 5 anh em nhé. Khiếp chưa? Em số 6 anh em này. Anh em nhìn nó dài chứ, em cầm đây là cầm con họa mi hay là cầm chào màu anh em? Em nhìn này, cầm họa mi hay là cầm chào màu? Sợ thật. To khủng khiếp luôn anh em nhé. Này, em cầm xa xa một tí cho anh em xem này. Thế đây là con chào màu hay là con chòe than hay con họa mi anh em? To khủng luôn. Khủng khiếp chứ không phải to bình thường anh em nhé. Siêu to khổng lồ. Thấy chưa anh em? Khẳng định là siêu to khổng lồ luôn, không phải to bình thường. Bé số 6 anh em nhé. Số 7 anh em này. Đấy ngựa. Gốc màu siêu dày luôn. Em có màu này. Màu khiếp chưa anh em? Bộ này. Ôi giời. Đố anh em tìm được chim vùng nào nó to như chim vùng em tuyển cho anh em đấy. Khẳng định với anh em luôn. Không chim vùng nào to bằng chim của em tuyển cho anh em. Em dám cam đoan với anh em như thế luôn. Khẳng định 100% như thế luôn. Khủng khiếp chưa anh em? Siêu to luôn. Khiếp chưa anh em? Bé số 7 anh em nha. Số 8 anh em này. Bé màu số 8 anh em nhé. Sợ thật. Khẩm con chim này. Nói chung là chim vùng này sẽ làm hài lòng tất cả anh em khó tính anh em nhé. Thứ nhất to, dài, già rừng. Vừa to, vừa dài, vừa già rừng anh em nhé. Đây là chim chưa được tắm táp gì. Đấy, bắt ở trên tay cầm cho anh em xem, anh em biết được cái chất chim nó to, dài như nào anh em nhé. Sợ chưa anh em? Vừa to vừa dài. Khủng luôn. Sợ thật. To dài khủng khiếp luôn anh em ạ. Và bé cuối cùng anh em này. Bé cuối cùng anh em, bé số 9 này. Khiếp lắm anh em ạ. Tí em cho lồng em quay bóng bộ cho anh em nhìn như phê. To khủng khiếp luôn anh em ạ. Sợ thật. To gốc màu dày, to dài. Con nào con đấy phải nói khủng luôn anh em ạ. Bao khủng cho anh em nhé. Bao khủng, bao già rừng cho anh em. Bao siêu khủng, siêu già rừng cho anh em nhé. Uy tín chưa anh em? Đây, sau đây em sẽ cho ra lồng và em quay chi tiết bóng bộ từng bé một lại một lần nữa để cho anh em có thể là xem rõ hơn và em báo giá trực tiếp cho anh em nhé. Anh em ưng em nào thì cứ cho máy alo trực tiếp số điện thoại của Tùng. Em vẫn có ship đi mọi miền Tổ quốc cho anh em. Anh em yên tâm, anh em nhận chim chuẩn chim và bảo hành chim, bảo nói chung bảo hành mọi tật lỗi từ móng mỏ ngoài ngửa cho anh em nhé. Anh em yên tâm luôn. Đây là bé đầu tiên, bé số 1 anh em nhé. Màu đinh tê. Thịt năm đấy chưa lên bộ anh em ạ. Anh em vừa túm ra lồng ấy. Anh em thấy nó dài, siêu dài luôn anh em ạ. To nó dài. Chim còn chưa ra hết bụng, chưa bung hết lông đâu. Khiếp lắm anh em ạ. Con chim này đứng kín lồng luôn. Chân tay già đét luôn. Kịp chưa anh em? Chung là chim này là chim tuyển hàng VIP anh em nhé. Hàng gọi là cao tiền đấy. Anh em cứ có thể là vào xem cân nhắc anh em nhé. Thì ưng cái con chim nào mà để và anh em ngồi rằng cà phê thì anh em cứ alo trực tiếp cho em. Bé số 1 này thì em chia sẻ cho anh em với cái giá là 1,5 triệu anh em nhé. 1,5 triệu bé số 1. Bé màu đinh tê đây, chưa lấy bộ anh em nha. Bộ to, yếm đậu. To khủng luôn đấy. Anh em cầm tay anh em biết rồi đấy. Để quay qua sơ qua cái bóng bộ cho anh em thôi. Bé số 1 thì 1,5 triệu anh em nhé. Đây là em số 2 anh em này.
khủng long anh em ạ. Gáy ngựa màu dày cộp luôn. Thịt chưa anh em. Hiếm đen đậm, bụng to khủng, chân giả. Em nhìn quay con chim nó to như thế này cơ mà. To khủng luôn. Cái bé số 2 này em chia sẻ cho anh em với giá là 1 triệu 2 anh em nhé. 1 triệu 2 bé số 2. Đấy, anh em có thể thầm qua, sơ qua cái bóng bộ em nó. Cái ngựa phòng to, gốc màu dày, bụng to dài. Em cầm trên tay anh em có thể là tự thầm thêm trên tay rồi đấy. Đấy, biết cái bóng bộ con chim nhèo rồi. Tiếp theo là đến bé số 2 anh em này. Bé số 2 một bé màu lân tê gáy ngựa anh em ạ. Bé màu lân tê gáy ngựa anh em nhé. Vịt lắm anh em ạ. Em sơ qua quay qua cái bóng bộ cho anh em. Vịt chưa anh em. Đấy, con chim này là con chim mí lửa đấy anh em nhé. Mí lửa hai bên. Con buổi đầu đàn đấy. Thợ đấy dấu chân đấy. Một bé màu lân tê. Lân tê luôn anh em ạ, là còn nhí lửa hai bên nữa. Vít đường vịt luôn. Đây chưa lên bộ anh em. Chưa lên bộ mà em nhìn như này. Nó ra bộ cái màu vuông bét nữa, gáy ngựa. Không phải thái độ luôn anh em ơi. Không phải gấu thật, những dòng chim như con đầu đàn này thì nói đẳng cấp. Không phải thái độ luôn, em nhìn vít chưa. Lân tê mí lửa. Buổi đầu đàn. Thái độ luôn, cực kỳ VIP anh em ạ. Em chim này là em chia sẻ cho anh em với giá là 2.3 triệu anh em nhé. 2.300.000. Nói chung là tiền nào của đấy thôi. Anh em cứ theo dõi clip của em để những chim bổ em bắt cho anh em là những con đẳng cấp hàng VIP anh em nhé. Một bé buổi đầu đàn hai mí lửa màu lân tê, 2.3 triệu anh em nhé. Đấy, vừa ra lồng vừa cầm tay, thái độ luôn. Quay trực tiếp cho anh em luôn đấy. Tiếp luôn. Đây bé số 4 anh em này. Số 4 anh em nhé. Số 4 em thì này màu lân anh em ạ. Đây, chưa ra, giờ dám ra bộ rồi. Màu lân gốc màu dày. Cái số 4 này, em chia sẻ cho anh em với giá là 1.6 triệu anh em nhé. 1.600.000. Màu siêu dày luôn đấy. Bộ to chân giá đẹp luôn. Mặt dữ. Màu vút theo gáy luôn. Đại chim vừa về nên ra là nó cũng chưa dám ra hết cái bộ của con chim đâu. Và em quay sơ qua cho anh em thôi. Anh em có thể thẩm qua cái bóng bộ anh em nhé. Đây, hôm qua anh em thấy đứng là như kín đồng luôn. Bộ to như chiếc chòe. Số 4 anh em nhé, 1.6 triệu. Số 5 anh em này. Số 5 một em màu. Bây giờ nó chưa ra hết bộ, ra rất nhìn khó là màu đinh hề gì anh em ạ. Yếm đen xì. Đầu thủ to. Bộ to khủng luôn. Vịt lắm anh em ạ. Yếm đen xì. Bụng to dài. Đây, bé số 5 này em chia sẻ cho anh em với giá là 1.6 triệu anh em nhé. Bé số 5 1.6 triệu. Khiếp luôn anh em ạ. Đây anh em nhìn em quay em đứng rồi. To khủng khiếp luôn. Siêu to luôn anh em ạ. Ôi, ra giọng luôn anh em nhá. Rồi, muốn ra giọng luôn này. Số 6 anh em này. Màu đá lân gốc màu dày. Bộ khủng.
VIP lắm anh em ạ. Này vừa xong nó hót âm anh em ạ. Thế em ngồi gần chúng ta không quay được. Dài như cái chảo luôn. Cái nhựa màu siêu dày luôn. Sợ thật, quả màu khiếp lắm anh em ạ. Màu dày khủng khiếp luôn. To đúng kín lồng luôn anh em ạ. Con này thì em chia sẻ cho anh em với giá là 1.8 anh em nhé. 1.8 bé số 6 VIP lắm anh em ạ. Chân anh em có chân kìa, giá đẹp luôn. Số 7 anh em này, một bé màu đinh to dài như cái chảo luôn anh em ạ. Nếu em cầm trên tay anh em đủ nhìn thấy nó to nhào rồi. VIP luôn anh em ạ, siêu VIP luôn. Nói chung là chim em tuyển ở cái vùng này khẳng định miền Bắc không có chim nó là số 1 thì không đâu gọi là qua nó được anh em ạ. Khủng khiếp luôn. VIP chưa anh em? Bên số 7 này em chia sẻ cho anh em với giá là 1.6 anh em nhé. 1.600.000. To dài VIP luôn. Mài kia lên bộ nhìn nó khiếp nữa anh em, nó lên bộ hót hầu bò. Gáy ra phòng lên nhìn nó khiếp hơn nữa. Tiếp theo là bé số 8, một bé màu lân anh em nhé. Một bé màu lân, màu cong này, đây nó chưa lên hết bộ, lên bộ nó cong vút luôn này, kiểu như lên bộ hẳn là siêu lân anh em ạ. VIP lắm anh em ạ. Nói chung là chín em chim ngày hôm nay là khẳng định với anh em luôn là anh em nhìn rất dí luôn, bao VIP luôn, bao chất lượng cho anh em luôn. Không đẹp em không lấy tiền của anh em. Lúc màu dày, chân tay dài anh em nhìn này. Đây em quay tổng thể cả con chim này. To nó dài anh em ạ. Vừa to vừa dài to khủng luôn. Lúc màu dày này còn chưa ra bộ đâu. Con này em lấy anh em 1.8 anh em nhé. Bé số 8, 1.8. Màu anh em, màu bây giờ tại con chim nó đang không có bộ màu như thế này rồi, nó lên bộ để màu như thế nào đấy anh em. Tiếp luôn, và đây là bé cuối cùng anh em này, bé số 9 này. Nhìn nó màu gì nữa chưa, màu lân VIP anh em nha. Đây mặc dù chưa lên bộ mà cái màu đã thế này rồi anh em. À, chưa lên bộ mà màu đã như thế này rồi, cong móc câu luôn anh em ạ. Đi chưa, to anh em nhỉ. Đây nó đứng, anh em nó đứng ở cầu to khủng luôn. Đầu mặt dữ, màu lưng VIP, bộ to. Em số 9 này thì em chia sẻ cho anh em với giá là 1.8 anh em nhé. 1.800.000. Đấy, hôm nay em có 9 bé vừa về, duy nhất 9 bé này anh em nhé. Anh em nào mà ưng em nào thì cứ nhấc máy alo trực tiếp đi số điện thoại của em. Rồi clip em cũng quay khá dài rồi. Chúc anh em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hẹn anh em vào clip tiếp theo của em. Em cũng rất chân thành cảm ơn anh em. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng ủng hộ nhé. Anh em đã xem clip của em thì bớt chút thời gian ủng hộ cho em, xin một like với đăng ký kênh em nhé. Và mai xe chạy em sẽ gửi chim cho anh em, và em cũng sẽ nhắn số nhà xe cho anh em. Anh em chủ động nhận chim ở điểm nào thì cứ liên hệ nhà xe giúp em nhé. Rồi, clip em xin dừng tại đây. Chào tất cả anh em, chào tất cả mọi người.